Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, áo da bị ẩm mốc thì phải làm sao? Đừng lo lắng, đã có chương trình spa áo da miễn phí ngay tại cửa hàng FPT Leather. Nếu áo da không được bảo quản đúng cách, rất dễ gây hiện tượng ẩm mốc và khô da. Hãy đến ngay cơ sở FPT Leather gần nhất để được chăm sóc và bảo dưỡng nhé. Ngoài vệ sinh áo da ẩm mốc, các bạn còn được dưỡng mềm màu da bằng các sản phẩm Leather Conditioner chuyên dụng dành cho áo da. Khi bàn giao, các bạn sẽ được nhận thêm một túi chống mốc, móc treo chuyên dụng và những lời tư vấn sử dụng áo da đúng cách nhất. Và hãy tranh thủ đến các cơ sở FPT Leather gần nhất để sắm cho mình những món phụ kiện đồ da thật chất lượng với mức giảm giá đầu mùa cực kỳ ưu đãi. Mẫu áo da B2021, B2022, Racer da cừu, cổ bẹ da cừu đồng giá 2.800.000 đồng. Các mẫu áo da trong bộ sưu tập S2021 giảm giá chỉ còn 4.050.000 đồng. Mẫu biker jacket cực hot đã có bản B2022, mức giá chỉ từ 3.800.000 đồng. Chương trình hành lang sale off vẫn đang trưng bày các sản phẩm may mẫu, sản phẩm HV, leather với mức giá chỉ từ 1 triệu đồng. Vậy thì còn các sản phẩm phụ kiện thì sao? Các mẫu giày S2020 lần đầu tiên giảm đến 70%, giày boot, giày loafer đế commando 2.600.000 đồng, nay chỉ còn 780.000 đồng. Các mẫu giày tây cao cấp 2.600.000 đồng, giảm 50%, chỉ còn 1.300.000 đồng. Các mẫu giày loafer B2021 đồng giá 390.000 đồng. Các sản phẩm đồ da cá sấu, ví da cá sấu Thái, thắt lưng cá sấu Thái, thắt cá sấu giảm đồng loạt 30%. Ngoài ra còn hàng loạt phụ kiện đồ da bò, thắt lưng da bò, ví da bò, treo đồng giá 390.000 đồng và 420.000 đồng. Spa áo da, sắm có phụ kiện. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 8 tới ngày 31 tháng 8 2022. Mọi thông tin về chương trình, các sản phẩm sale off chi tiết trên website của FPT Leather. Chương trình được diễn ra ở tất cả cơ sở của FPT Leather và trên kênh online. Các quý khách đừng bỏ lỡ chương trình Spa áo da, sắm quà phụ kiện của FPT Leather. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline 098 77 999 06. Spa áo da, sắm quà phụ kiện FPT Leather, thương hiệu đồ da thật hàng đầu Việt Nam.